Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm canh tí. Ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim Quỷ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày giáp thân, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày không được tốt. Vài nạp âm, tuyển trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tí và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tí tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có gồm sao Diệt Môn xấu mọi việc, sao Kít Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thủ tử, sáu mọi việc trừ săn bắt, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Và đặc biệt ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 10 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nửa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuân hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí á, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, thân tí thìn nâng đỡ. Cho nên với bạn tuổi tí đang có được những ý tưởng mới mẻ để cải thiện chuyện tình cảm của mình. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì nhân cơ hội đang nhiều nên mở lòng mình ra để tìm hiểu đối tượng phù hợp, bạn sẽ không biết ai là một nửa của mình. Vì thế, thay vì căng thẳng suy nghĩ, hãy để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất bạn tuổi tí nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan xuất hiện, nhắc nhở bạn tuổi tí nên tránh tuyệt đối những thứ mà bạn không biết rõ trong ngày hôm nay. Đây không phải là ngày để cho bạn khám phá tìm tòi hay là mạo hiểm. Đặc biệt là nếu như liên quan tới tài chính, bạn cần phải tỉnh táo và có sự thận trọng cần thiết. Nếu không, bạn sẽ vướng vào rắc rối nữa. Ngày này, với bà tuổi tí lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này dự báo sức khỏe của bà mệnh tuổi tí lại được dồi dào dù có khó khăn như thế nào đi nữa vì tinh thần của bạn khá chi là tốt bạn mạnh mẽ khá chi là tỉnh táo trong những quyết định của mình bên cạnh đó bạn cũng duy trì rất tốt việc tập luyện mọi tuần nhờ đó mà tình sức khỏe của bạn khá chi là ổn định bạn tuổi tí nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có sự cố không mong muốn xảy ra cần phải bình tĩnh để xử lý. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, bạn tìm được giải pháp tối ưu nhưng đừng có vội bỏ qua những giải pháp trước đó. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, những đánh giá của bạn không thực sự đảm bảo. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ, có việc bạn cần dùng đến tiền tiết kiệm. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, cảm xúc của bạn nên loại bỏ trước khi đưa ra quyết định và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được những cơ hội do chính ấn xuất hiện đưa tới cho bạn và với bạn tuổi Sửu, bạn nắm bắt hay là không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đây là ngày để cho bạn tuổi Sửu đánh giá khách quan về giá trị của mình và nỗ lực để vươn tới tầm cao mới nếu như bạn tự tin vào chính cái năng lực của mình mà bạn có nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn tuổi Sửu có được tín hiệu tốt cho cái mối quan hệ giữa bạn mệnh với mọi người và nhân cơ hội này, bạn tuổi Sửu bạn hãy hòa giải những xung đột hoặc là hiểu nhầm với ai đó. Ngoài ra, vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng đang có được những cái dấu hiệu cải thiện rõ rệt có thể là nhờ vào việc bạn ý thức hơn trong việc dành thời gian cho một nửa của mình. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, xem tử vi cũng cho chúng ta thấy là hôm nay bạn nên kinh những việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất về nhà cửa, trổ cửa hay là làm những công việc về thủy lợi và đặc biệt là ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 10 năm canh tí này, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy mà bạn tuổi xỉu trong ngày này không nên tiến hành làm những công việc trọng đại nữa về tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim không có sự tín bộ là lúc bạn cần phải thay đổi tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy tránh nghĩ ngợi nhiều khiến cho bạn khó quyết định tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa hãy thử để cảm xúc giận lối trong hôm nay tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ bạn chưa chắc chắn đã đánh giá đúng tình hình tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc lắng nghe lời khuyên của người hiểu nhiều kinh nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi dần cố gắng giữ bình tĩnh sẽ có một ai đó sẽ gây sốc cho chính bản thân của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho bạn dốc lòng mình thay vì giữ chặt cái mối bận tâm ở trong lòng và không cho ai biết về nó rồi gây ra những phỏng đoán hổ nghi không đáng có bạn tuổi dần nhé. Và ngày hôm nay với bạn tuổi dần mang đến cho bạn có được cơ hội để kiếm tiền hoặc ít nhất là tiết kiệm về tiền bạc nếu như bạn có sự đầu tư tài chính nào đó từ trước thì hôm nay sẽ là ngày để cho bạn gặt hái kết quả. Đây cũng là ngày để bạn tập trung làm việc năng suất và trở về nhà với tinh thần thật thoải mái, thư giãn vào cuối ngày nữa nhé. Ngủ hành tư khắc, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn bệnh tuổi dần trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Có sự cố khiến cho bạn tuổi dần rơi vào tình huống cãi vã tuy nhiên bạn không nên nhường bước ai cả mà lúc này nên quyết tâm chiến đấu tới cùng điều bạn cần biết đó là nên biết cứng rắn hay là nhún nhường tùy từng trường hợp nhất định bạn tuổi dần nhé và tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy hãy hành động ngay khi có thể tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nếu cần hãy cho bản thân nghỉ ngơi trước khi bắt đầu việc gì đó tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tâm trí của bạn khó in nếu cứ nghĩ mãi về quá khứ tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đừng tự vẽ ra cảnh tượng bạn muốn nên dựa vào thực tế tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đọc sách sẽ giúp cho bạn tĩnh tâm hơn trong lúc này. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được chính tài chiếu mệnh tiền bạc là động lực giúp cho bạn tuổi mão bạn tuổi mão tìm thấy được niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó, bạn sẽ hết lòng, hết sức về nó mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Điều đó càng thể hiện trong ngày hôm nay khi bạn tìm thấy được sự hứng khởi trong công việc và năng lực từ đó nhé. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bạn tuổi mão đang có chiều hướng đi xuống mọi thứ không diễn ra như ý dù bạn đã cố gắng sắp xếp lên kế hoạch cẩn thận hạnh phúc là điều ai cũng muốn nhưng đôi khi cần phải chấp nhận sự thật dựa vào tình hình thực tế để có cách xử lý sao cho thích hợp bạn tuổi mão nhé trong ngày thứ hai này, đối với ba tuổi mão, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển đồ đạc, tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, hãy thành thật với cảm xúc của mình. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, hãy đến nơi bạn muốn đến, đừng có chần chừ gì nữa tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ có những sai sót bạn cần phải nhìn nhận lại bản thân tử vi tuổi tân mão thuộc mộc hãy lắng nghe và chia sẻ của mọi người tử vi tuổi quý mão thuộc kim bạn đã đánh giá quá cao việc gì đó về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc ba sao sức khỏe bốn sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi thân. Tử vi tuổi thìn, thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, Vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn. Cái điều này mang lại niềm vui, hạnh phúc và lĩnh vực tình cảm cho bà tuổi thìn trong ngày hôm nay. Hoặc là một bí mật nhô nhỏ mà đối phương chia sẻ cũng giúp cho bạn tuổi thìn cảm thấy được rằng họ đang dành cho bạn sự tin tưởng, bạn rất chi là vui vì những điều nhô nhỏ ý nghĩa như thế này nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi thìn, bạn đang có được sự sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn trong ngày hôm nay, có thể nói không có việc gì có thể làm cho bạn gặp khó khăn bởi bạn đủ năng lực và trí tuệ để xoay chuyển được tình hình nữa rồi. Ngũ hành tương sinh cái điều này giúp cho bạn tử thìn có được tín hiệu tốt về một việc mà bạn đang dự định muốn làm. Nếu trước đây bạn đang lượng lự thì lúc này bạn có thể tiến hành luôn. Có nhiều điều kiện tốt hỗ trợ cho bạn thực hiện kế hoạch của mình rồi đó bạn tử thìn nhé vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có người hiểu nhầm ý tốt của bạn tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy duy trì sự tập trung tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy linh hoạt ứng phó với những việc ngoài dự tính tử vi tuổi canh thìn thuộc kim có điều bạn mong muốn sẽ sớm thành hiện thực tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy một số điều tưởng là không tốt nhưng hóa ra lại tốt với bạn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 9 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày thân tỵ tương phá nhắc nhở bạn tuổi Tỵ nên dựa vào sức của bản thân mình sẽ là thiếu khôn ngoan nếu bạn trông đợi quá nhiều vào ai đó hoặc là một điều gì đó ngày hôm nay có quá nhiều việc diễn ra sẽ đòi hỏi bạn có một cái nhìn tỉnh táo, bạn lĩnh với mọi việc thay vì thái độ mơ mộng, thiếu thực tế. Thiên quan chiếu mệnh chia mở tâm trí của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay, điều gì đó đang khiến cho bạn cảm thấy bối rối, khó hiểu, bạn không tìm ra đáp án cho mình, thế thì bạn hãy tìm đến những người có thật nhiều kinh nghiệm để được hỗ trợ ít nhất là có được sự từng trải của họ sẽ giúp ích cho bạn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi tỵ nhé ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có kim khắc với họ cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi tỵ đang có dấu hiệu đi xuống có thể vì bạn chủ quan không quan tâm tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình cho đúng mực việc ngủ nghỉ không đủ giấc sẽ giúp cho bạn thiếu tỉnh táo và dễ có những sai sót trong công việc nửa mạng tuổi tỵ nhé. Và đặc biệt ạ. Trong ngày thứ hai này, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 10 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ hãy vững tin với con đường mình đang theo đuổi, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ hãy dành đủ thời gian để thực hiện kế hoạch của mình, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, bạn mới là người hiểu điểm yếu của mình và tìm cách sửa chúng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, nếu cứ tỏa ra mạnh mẽ, bạn sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, nếu biết lắng nghe, bạn sẽ tín mộ vượt rồi. và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ đang có chính quan xuất hiện cho thấy mọi người trông đợi ở bạn tuổi ngọ câu trả lời sự giúp đỡ bởi vì họ tin tưởng bạn và tôn trọng ý kiến của bạn vậy nên đây sẽ là ngày mà bạn tuổi Ngọ đảm nhận vai trò là người lãnh đạo ở một vị trí quan trọng nào đó, đòi hỏi bạn phải có sự nỗ lực và chuyên nghiệp, lẫn nỗ lực hết mình, đừng có bỏ lỡ cơ hội, khẳng định bản thân mình bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc nhắc nhở bạn tuổi ngọ nên cẩn trọng hơn với những cái mối quan hệ xung quanh có người đang gây ra những rắc rối nhưng bạn không biết và có thêm uh, nhận định sai về những người xung quanh hôm nay bạn tuổi ngọ nên dành thời gian cho bản thân hơn là gặp gỡ nhiều người trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ không nên xuất hành đi xa nếu như có công việc phải bắt buộc đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn công việc gặp được thuận lợi. Đặc biệt, trong ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 10 năm canh tí này, ngày này cũng là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được sửa chừng vì thế mà với bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay nên tránh làm những công việc quan trọng. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim nhớ rằng quan trọng nhất là không được bùa cuộc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có những nhân duyên tốt lành tới với bạn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mọi người sẽ mang lại cho bạn một bài học. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sự chủ động sẽ giúp cho bạn kiểm soát tình hình tốt hơn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tránh thái độ rằng mình biết tút khiến cho mọi người khó chịu và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy là bạn tuổi mùi nên trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay khi có chính ấn trợ lực bằng cách nối không với thỏa hiệp khi bạn đã có những khuôn khổ quy định riêng của mình hãy đề cao nó thay vì dễ dàng phủ nhận hoặc là để người khác phủ nhận nó nhé Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày Kim Thổ tương sinh, cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho bạn tuổi Mùi, có thể tập trung cải thiện về tình hình tài chính của mình. Nếu có ai đó hỗ trợ bạn thay đổi về tình hình hiện tại thì bạn hãy im lặng để lắng nghe, những kiến thức này rất đáng giá để cho bạn có thể cân nhắc cho cả hiện tại lẫn tương lai của mình ngày này với ba tuổi mùi không tốt cho việc xuất hành đi xa, bạn mạnh nên chọn thời điểm khác để xuất hành đi xa sẽ thuận lợi hơn. Đâu phải cứ vội vàng là được, vì trong quá trình đi có chứng ngại thì bạn phải bắt đầu làm lại từ đầu đó bà tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tài lộc đã cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, tình hình sức khỏe của bạn đã được tốt hơn trước. Từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa có người mang lại lời khuyên sâu sắc. tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, bạn nghĩ nhiều hơn về vấn đề của bản thân. tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, chớ nên so sánh mình với bất cứ ai. và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Tử vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân á xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân, sự điềm tĩnh của bạn rất quan trọng trong ngày hôm nay khi đang có tỷ kim chiếu mệnh. Đừng để mình bị vướng vào những rắc rối, phiền tỏa vốn không liên quan gì tới mình. Tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc của mình thay vì quan tâm quá nhiều đến việc của người khác. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi thân có phần bị giảm sút, thường xuyên ốm đau, không ổn định, vì có thể hôm nay khỏe, ngày mai có thể lại ốm ngay được. Vì thế, ngoài việc tìm lại động lực luyện tập thể dục thể thao thì bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức, thậm chí chăm sóc giấc ngủ của mình thật tốt, tránh việc thức quá muộn. Trong ngày này, đối với bạn tuổi thân, bạn đang gặp ngày 23 âm lịch. Vì vậy, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Bạn mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm và mổ xỉa châm chích ở các vị trí này nhé. Và đặc biệt, đó, ngày 23 tháng 10 năm canh tí này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Chính vì vậy mà với bạn tuổi thân trong ngày hôm nay không nên làm những công việc trọng đại, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy sự nhiệt tình của bạn được đánh giá cao tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa tránh nối những điều không đáng nói tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ bạn nhận hậu có vì sự chủ quan của mình tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc chỉ có bạn hiểu rõ mỗi lần bạn thân của bạn đau ở đâu tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim có người không siêm trọng công sức của bạn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Thìn tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu chua cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu đang gặp được ngày cô Tam hội nhắc nhở bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc suy nghĩ của những người xung quanh mình thay vì chủ ý vào công việc cá nhân cũng như là những mục tiêu của bản thân một chút tâm ý một chút khéo liếu, ứng xử thực sự rất cần thiết cho bạn trong lúc này bạn tuổi Dậu nhé Sự ghen tị xô đô một cách ích kỷ khiến cho một người tự tế như bạn tuổi Dậu trở thành kẻ nhỏ nhiên nhất là ảnh hưởng bởi kíp tài cho nên với bạn tuổi Dậu đừng quên điều đó sự đo lượng và nhìn mọi người thoáng hơn là cách để cho bạn vượt qua được nguy cơ bị người khác đánh giá thấp ngày hôm nay. Trong ngày này, đối với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt. Nhất là đối với những ai đang đau ốm lâu ngày chưa khỏi, bạn nên giữ gìn thể trạng của mình thật tốt. Đừng có nóng vội, muốn khỏe lại mà thực hiện những bài tập quá sức với mình. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình cảm gia đình thêm phần gắn kết, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, hại hạ bớt cái tôi của mình thì mới mong yên bình, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, dù việc nhỏ thôi nhưng đều có ý nghĩa đặc biệt nào đó, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, có nhiều cơ hội để phát triển, bạn nên chớp lấy chúng, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, chuyện cũ qua rồi nên cho chúng qua đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Và đánh giá của bạn tự dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. tử vi tuổi tuất thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có tam hội mang lại cho bạn tuổi tuất có được điều kiện thuận lợi để nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người với bạn tuổi tuất Càng ngày bạn càng nhận ra tình cảm của người thân, gia đình còn đáng quý hơn bất cứ điều gì, bạn ý thức hơn trong việc vun viến tình cảm với mọi người trong thời gian tới nữa nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn xuất hiện, khơi gợi ý tưởng cho bạn tuổi Tuất. Khi đó, bạn khát khao những trải nghiệm mới mẻ trong công việc, sự nghiệp, bạn sẵn sàng để học hỏi và bước qua những chướng ngại vật. Đây chính là động lực cho bạn tuổi Tuất bắt đầu và một tuần mới với đầy ý nghĩa và nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn nhé. Ngày này đối với bạn Tử Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh, dự báo về tình hình tài chính của bạn Tử Tuất khá chi là khả quan hơn trong thời gian tới. Có thể sẽ có người ở bên để nhắc nhở bạn điều gì nên làm, điều gì không nên làm nữa bạn Tử Tuất nhé. Và tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ nếu bạn làm theo cách cũ sẽ không có kết quả mới. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè sẽ mang lại cho bạn sức mạnh mới. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tránh tranh luận quá hăng khi bạn chưa đủ thông tin. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim thái độ của bạn gây hiểu nhầm cho người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy Hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm. Và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi Hợi sẽ gặp rắc rối trong ngày hôm nay có những việc bạn mệnh tự rằng mọi sự đã xong rồi nhưng vẫn xảy ra sự cố khiến cho bạn phải khởi động lại mọi việc từ đầu. Và với bà tuổi hợi, bạn nhớ giữ thái độ lạc quan và bình tĩnh để tránh khỏi những rắc rối không đáng có có thể xảy ra với mình. Những phản hồi, đánh giá về những nỗ lực của bạn tuổi hợi trong thời gian qua chính là món quà dành cho bạn trong ngày hôm nay khi có được thực hành xuất hiện và với bản tuổi hợi đừng có ngại nở nụ cười thật tươi hay là vui vẻ với những lời khen ngợi mà bạn nhận được đây cũng chính là động lực để cho bạn bước chân vào những hành trình mới thú vị ở phía trước nữa. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày kim thủy tương sinh, hỗ trợ cho bạn mệnh tuổi hợi về phương diện sức khỏe. Thế nhưng, không có nghĩa là bạn chủ quan, dù việc tập luyện hiện tại là tốt với bạn, nhưng bạn nên điều chỉnh cả về chế độ ăn uống và tập luyện sao cho hợp lý. Ví dụ như là, nếu có ai đó mời rượu bia, thì lúc này bạn nên từ chối khiếu để đảm bảo sức khỏe cho mình bạn tuổi hợi nhé và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa hãy tìm thêm thông tin để có quyết định khách quan tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tự bạn đang làm rối tình hình lên tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đánh giá chủ quan của bạn sẽ gây hại cho nhiều người tử vi tuổi tân hợi thuộc kim công việc có bước tiến trị đáng kể tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tiến trình công việc nếu như chững lại thì bạn nên chờ người khác hỗ trợ. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và gặp lại